của Romania và cái sức lắp ráp tại chỗ. Máy ép bảy năm nay thì bao nhiêu mã lực cây mấy năm? Thì hiện tại này máy này là có 7 rồi được và có chục vô tăng áp. Ô, 7 năm mã lực mà có chục vô luôn hả? Đúng rồi. Ghê hả? Rồi máy này thì giá khoảng tầm bao nhiêu? Hiện tại bây giờ là tầm khoảng là 449 triệu. Còn giao tầng nhà, tầng nhà luôn. Giao tầng nhà luôn hả? Đúng rồi. Ghê hả? Và bảo hành 1.200 giờ hoặc 1 năm tùy điều kiện nào đó trước luôn. Ừ. 1.200 giờ hoặc 1 năm luôn. Đúng, chính xác. Mà chỉ có 449 triệu. 449 triệu là bạn sở hữu được rồi. Ghê á, mày đánh bắn cái máy cũ à? Máy mới nhập về, máy chính hãng của châu Âu về xài và giá cả hợp lý nên là mới tiếp cận được bà con. Ghê hết trời ơi. Bo mà, em 75 mà luôn. Đúng, có chục bo tăng áp luôn. Có chục bo tăng áp. Xài hai bơm đôi. Xài hai bơm đôi. Một đôi, một bơm bị lực, bằng bơm bên tay lái, hai bơm điều khiển. Ghê hả? Hai bơm độc lập luôn. Độc lập hết. Dạ, 449 triệu. 449 triệu. Giao tận nơi. Tận nơi, tận nhà. Bảo anh. 1.200 giờ, 1 năm. Ghê hả? Ok.